Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cách để mà chúng ta có thể là xóa cái tài khoản của ứng dụng Zalo. Đó, thì để làm được điều này thì các bạn hãy truy cập vào trong cái ứng dụng Zalo nha. Sau khi các bạn truy cập vào trong cái ứng dụng Zalo này thì các bạn chạm vào nút ba chấm ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn nha. Sau khi truy cập vào đây rồi thì các bạn hãy chạm vào nút cài đặt ở phía trên góc bên phải màn hình điện thoại của bạn nè. Các bạn chạm vào cái nút cài đặt. Đó, chạm vào cái nút cài đặt. Sau khi mà các bạn chạm vào cái nút cài đặt này xong á thì các bạn chạm vào cái phần đó là tài khoản và bảo mật nha. Các bạn chạm vào phần tài khoản và bảo mật. Thì ở cái phần tài khoản và bảo mật này á thì nó có một cái mục đó là nó hiển thị lên màu đỏ luôn nè. Các bạn có thể thấy đó là chữ đó là xóa tài khoản nha. Các bạn chạm vào cái chữ xóa tài khoản nha. Mình khuyên là các bạn nên nên cân nhắc trước khi mà xóa cái tài khoản thì nó cũng có hiện ra cái dòng thông báo nè. Sau khi mà xóa thông tin tài khoản thì tên và hình ảnh đại diện của các bạn sẽ bị mất nè. Thì những cái tin nhắn nè, nhật ký và bạn bè cũng bị mất luôn nè. Và không thể khôi phục lại dữ liệu sau khi đã xóa tài khoản. Có nghĩa là tất cả những cái dòng tin nhắn rồi hình ảnh, hình đại diện và thông tin của bạn bè là chúng ta sẽ bị xóa hết. Đó. Thì các bạn mình khuyên là các bạn nên cân nhắc trước khi xóa, cái này là xóa vĩnh viễn, là mất luôn cái tài khoản này nha. Và để làm được điều này á thì là các bạn phải đăng nhập chính chủ vào cái số điện thoại của các bạn nha. Ví dụ như mình chọn ở đây là cái số điện thoại của mình đi. Nhập vào có nghĩa là cái tài khoản này phải là cái tài khoản mà các bạn muốn xóa phải đăng nhập ở trên cái điện thoại của bạn nha thì mới xóa được. Chứ không các bạn không thể xóa được cái tài khoản của người khác đâu nha. Chỉ có thể được xóa được cái tài khoản của các bạn thôi. Các bạn đây ví dụ mình đăng nhập vào cái số tài khoản mà là cái số điện thoại của mình á thì mình sẽ đăng nhập vào đây. Sau khi mà đăng nhập xong thì mình chọn nút hoàn tất thôi. Sau khi mà các bạn đăng nhập xong á thì các bạn chọn cái phần đó là tiếp tục nha. Sau khi mà các bạn đăng nhập cái số điện thoại mà các bạn muốn xóa ở cái số tài khoản mà các bạn muốn xóa đó, thì các bạn chạm vào cái phần đó là tiếp tục nha. Sau khi chạm vào cái tiếp tục thì các bạn nhập lại một cái lý do gì đó cũng được nữa, kiểu là tôi không thích cũng được. Đó, các bạn ghi cái gì cũng được, nó không quan tâm đâu. Đó, thì sau khi mà các bạn nhập cái lý do xong thì các bạn chọn vào cái chữ tiếp tục. Sau khi mà chọn vào cái chữ tiếp tục này xong á thì nó sẽ yêu cầu các bạn nhập một cái mật khẩu. Có nghĩa là các bạn phải nhập cái mật khẩu đăng nhập vào cái nick Zalo của các bạn thì có thể cho chúng ta xóa tài khoản này được, mà mật khẩu này phải đúng nha, chứ không không thể mật khẩu khác được. Thì sau khi mà các bạn chạm vào cái mật khẩu này rồi thì nó sẽ chạm vào ngay cái nút đó là xóa tài khoản luôn, thì nó hiện thị lên các bạn chạm vào xóa tài khoản thì có nghĩa là cái tài khoản Zalo của các bạn sẽ bị mất vĩnh viễn luôn, chỉ khi mất hết những cái thông tin như mà mình đã giới thiệu ở phần ban đầu đó. Thì ok là cái phần giới thiệu của mình cho các bạn về cái cách để mà chúng ta có thể xóa được cái tài khoản Zalo. Đến đây là hết. Thì mong là các bạn có thể là để lại những cái bình luận về những cái mong muốn của các bạn về những cái ứng dụng trên điện thoại Android và những cái mong muốn của các bạn ở phía dưới để mình có thể làm được những cái video khác hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.